Dạ, đầu tiên em cũng chào lại anh và tất cả cô chú anh chị đang theo dõi live ngày hôm nay. Ở bất kỳ một xã hội nào thì đều có một cái điều kiện nhất định để giúp cho người dân ở các nơi đó có thể tồn tại, phát triển, đặc biệt là về cái an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Thế thì ở Mỹ có người giàu không? Có. Có người nghèo không? Có. Cái đó chúng ta dám khẳng định. Và đất nước Mỹ có phát triển không? Phát triển. Có giàu có không? Giàu có. Cái đó chúng ta cũng khẳng định. Thế thì Việt Nam chúng ta có người giàu không? Có. Có người nghèo không? Có. Và đất nước chúng ta có đang phát triển không? Chắc chắn là có. Thì chúng ta nếu mà để so sánh thì nó rất là khó để mà so sánh, và nó đặc biệt nó rất là khập khiễng. Bởi vì chúng ta nhìn lại quá trình lịch sử của hai đất nước đó, thì nước Mỹ từ khi người ta thành lập đến nay gần như người ta không bị bất cứ một thế lực nào ngoại bang xâm chiếm, người ta không bị ảnh hưởng chiến tranh, người ta đặc biệt là người ta qua hai cuộc chiến đó, thì chúng ta tìm hiểu lại là khi mà cuộc chiến nổ ra thì người ta không chiến tranh thế giới đó, thứ nhất và thứ hai đó, thì người ta cũng không tham gia sâu, mà chủ yếu người ta tham gia bên rìa và bán vũ khí thôi. Và khi vào giai đoạn quyết định thì người ta tham gia để khẳng định vị trí và có thể nói là phân chia thuộc địa thôi. Đó thì người ta có cái điều kiện phát triển mấy trăm năm, đúng không ạ, mấy trăm năm. Thế thì còn Việt Nam chúng ta thì sao? Việt Nam chúng ta ngay từ thời kỳ phong kiến đó, thì cũng đã trải qua rất nhiều các cái cuộc chiến tranh chống quân xâm lược thời kỳ phong kiến của Trung Quốc đó. Các cái đời nhà Minh, nhà Thanh rồi trước nữa, đúng không ạ, nhà Hán rồi nhiều lắm đó, thì trải qua khoảng 14 cuộc chiến. Và sau đó thì chúng ta lại tiếp tục là có cái cuộc chiến ở biên giới Tây Nam rồi Tây Bắc, đúng không ạ, với Trung Quốc nữa, và Pol Pot ở bên Campuchia. Thì mãi đến năm 1995 thì chúng ta mới bắt đầu bình thường hóa quan hệ với Mỹ. Có nghĩa là lúc này Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận đó, thì chúng ta bắt đầu cái đổi mới để chúng ta phát triển. Thì nếu mà thực sự đất nước phát triển thì cũng từ năm 2000 trở lại đây thôi, thì khoảng 22 năm. Thế thì các anh lấy một cái quốc gia đó, người ta có cái nền tảng phát triển mấy trăm năm so với một quốc gia nhỏ bé hơn, đúng không ạ? Bị tàn phá bởi chiến tranh, và cái thời gian phát triển mới chỉ khoảng 20-22 năm trở lại đây. Để các anh so sánh thì chúng ta cảm nhận được cái yếu tố gì trong này, đúng không ạ? Cái yếu tố gì trong này khi các anh đưa ra để so sánh. Chúng ta nhìn thêm một chút nữa. Đó là gì? Đó là các anh khi mà các anh sang bên kia thế giới đó, thì các anh luôn kêu gọi là đấu tranh cho người dân Việt Nam. Thế nhưng chúng ta nhớ lại là gì? Đó là khi mà Mỹ cấm vận Việt Nam đó, thì các anh reo hò, các anh ủng hộ. Và khi Mỹ mà dỡ bỏ cái lệnh cấm vận đối với Việt Nam chúng ta đó, thì các anh này là các anh lại có những cái có giống như chúng ta có từ thỉnh nguyện thư đó, là không dỡ bỏ cấm vận cho Việt Nam. Thế thì ảnh hưởng lớn nhất là ai? Đó chính là người dân Việt Nam. Chúng ta nhớ một điều như vậy, bởi vì khi mà bị cấm vận á, thì gần như là tất cả các vấn đề chúng ta là bị bế quan tỏa cảng, đúng không ạ, không thể xuất khẩu hàng ra nước ngoài cũng như không thể là nhập hàng hóa vào trong nước, thì chủ yếu là người dân Việt Nam chúng ta đó bị gánh chịu những cái lệnh trừng phạt này. Và hiện nay đơn giản như ở ảnh hưởng của xung đột Nga và Ukraine thì các nước bị lạm phát thì cũng là người dân chịu ảnh hưởng thôi, đúng không ạ, giá giảm thì các anh bớt tiết kiệm được, còn mà giá cao thì các anh phải chi cao, thì các anh không còn tiết kiệm nữa, thậm chí các anh còn phải cực kỳ tiết kiệm rèn sẻ trong cái vấn đề mà các anh chi tiêu thì mới đáp ứng được cái nhu cầu sống bình thường. Cái đó là cái ảnh hưởng rất là lớn, đó là cái mà chúng ta có thể nhìn nhận được cái góc độ thứ nhất mà khi mà các anh luôn nói các anh đấu tranh, đúng không ạ. Cái vấn đề thứ hai đó là các anh đã sang bên kia thế giới là cũng bốn mấy năm nay rồi, bốn mấy năm nay rồi, thì trong số những người đi đó năm đó, và chúng ta khẳng định lại một lần nữa là không ai bắt các anh phải đi nhé, là các anh tự đi thôi, các anh tự đi. Các anh đi là gì? Bởi vì đất nước bị tàn phá chiến tranh, các anh ra đi, các anh tìm lấy cái nơi mà các anh cho rằng thiên đường sung sướng, là không làm có ăn, đúng không ạ, thì sang bên đó có bộ phận thành công không thì cũng có. Thế có những người vô gia cư không? Có, chắc chắn có người vô gia cư gốc Việt, có. Và cụ thể như là cái anh này không, rồi chúng ta có xem đó, đúng không, chúng ta có xem anh ấy sang Mỹ cũng hơn 40 năm rồi,
thì cũng không có nhà để về, có một con xe Corolla thì không biết là từ những năm nào mà ở Việt Nam chúng ta thì định giá chắc nó khoảng tầm đâu 10 20 triệu gì đó. Thì trên xe thì chất đủ thứ đồ cả. Đó là một cái mà hình ảnh nó tương phản với những cái lời nói mà các anh nói ra. Trong khi các anh luôn cho rằng sang đó là được thế này, được thế kia, được gì khi các anh không làm, đúng không ạ? Không có bất kỳ xã hội nào mà những người lười biếng mà các anh có thể tồn tại. Các anh phải làm việc, các anh phải lao động thì các anh mới tạo ra được cái tài sản để các anh chi tiêu và tích góp. Chứ không lẽ chính phủ Mỹ người ta cho các anh tiền hàng tháng để các anh ăn tiêu và các anh tiết kiệm hay sao, đúng không? Không có. Và những cái trả lời phỏng vấn của những cái bạn mà đi làm ở Mỹ đó, chúng ta thấy không, Cực khổ. rất là khổ, chứ không phải là đơn giản mọi người vẫn nghĩ. Và em cảm thấy rất là đồng cảm với cái cô gái mà đã trả lời phỏng vấn sau đó. Khi cô trả Đúng lời rồi. cô đã khóc, đúng không ạ? Em rất là đồng cảm. Nhiều người cứ nói, chúng ta cứ gọi là lừa bịp đó, cứ lừa bịp người dân trong nước, cứ cho rằng là ở sang đó thế này thế kia. Và chính xác khi chúng ta theo dõi, chúng ta khẳng định một điều là gì, à rằng rằng cái đối tượng ở Nấm Mốc đó, ở Việt Nam thì chống phá thì chúng ta cũng đề cập nhiều rồi, bây giờ sang Mỹ đó, thì em thấy có một câu nói rất là chính xác, đó là nước Mỹ không vĩ đại như cô ta nghĩ. Cái điều đó em khẳng định là đúng, bởi vì không có xã hội nào cho phép một kẻ lười biếng mà được ăn sung mặc sướng cả. Anh Không chào có anh bất chưa toàn kỳ xã ý. hội nào mà chỉ có lao động, đúng không ạ? Chỉ có sáng tạo thì các anh mới tạo ra của cải vật chất, và các anh có sự tích góp để mà nâng cao hơn nữa cái giá trị cuộc sống của bản thân và gia đình các anh thôi. Chứ còn ngoài ra không có cách nào khác để mà các anh tạo ra của cải vật chất cả, trừ khi các anh đi ăn trộm. Và cái khía cạnh này nữa thì chúng ta lại đặt thêm một cái vấn đề nữa, đó là các anh nói là gì ạ, có một số anh nói là ở nước Mỹ có pháp luật, ở Việt Nam thì không có, thậm chí các anh dè bỉu các anh cho rằng là đó là luật rừng, đúng không ạ? Thế thì ở đây chúng ta lại phải nhìn nhận một cái khía cạnh như thế này, thử hỏi bây giờ Việt Nam áp dụng chính sách thu thuế như ở Mỹ có được không? Được, nếu chính phủ kiên quyết làm sẽ được. Thế nhưng mà cái đầu tiên ảnh hưởng đến ai? Đó chính là những người dân Việt Nam chúng ta. À, bình thường ở đây thì chúng ta thử thử hỏi xem, thống kê trên trên toàn quốc đó, hay là ngay chính bản thân anh em mình thôi, có bao nhiêu người đóng thuế thu nhập cá nhân hàng năm? Đóng thuế hàng năm như ở Đúng Mỹ, em nghĩ là khả năng là trừ các bác ở ở bên nước ngoài thì khả năng ở trong nước ít lắm, chắc là không có luôn, đúng không ạ? Thế thì làm như vậy á được không? Được. Thế nhưng mà nếu mà không làm thì các anh cho rằng là thế pháp luật Việt Nam thế này thế kia, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà làm thì các anh lại bảo là gì, đàn áp người dân, bóc ác lột. với dân, đối xử thế này với dân, đối xử thế kia với dân. Bản thân các anh ở nước Mỹ các anh bị như vậy đó, thế là chính phủ Mỹ người ta đó là quan tâm đến anh hay đối xử tệ bạc với các anh? Các anh đưa ra cái gì nó phải có dẫn chứng và nó phải có đảm bảo cái khách quan. Dĩ nhiên so sánh như vậy nó là khập khiễng, bởi vì hai cái quốc gia cách nhau nửa vòng trái đất, nó có cái đặc thù riêng, văn hóa riêng, phong tục tập quán riêng, và luật pháp cũng khác nhau chứ không thể giống nhau được, chỉ giống một số cái đặc trưng nào đó nó liên quan thôi. Ví dụ như hành vi trộm cắp ở Mỹ thì cũng bị xử lý mà Việt Nam cũng bị xử lý, thế nhưng mà xử lý ở mức độ nào? Ví dụ như ở Việt Nam là trộm cắp, ví dụ anh trộm cắp tài sản là được định giá từ 5 triệu trở lên chẳng hạn thì anh mới bị khởi tố, còn nếu không anh bị xử phạt vi phạm hành chính chẳng hạn. Thế thì ở Mỹ người ta cũng có cái mức như vậy, và theo như em tìm hiểu thì chủ trương khi mà ông Biden lên thì người ta có giới hạn thêm ra, có nghĩa là trước đây có thể là ăn trộm cái vật trị giá khoảng 30 đô la chẳng hạn, ví dụ thôi nhé, là có thể sẽ bị bắt. Thế nhưng bây giờ người ta giới hạn lên, thế thành ra là nó mới có cái tình trạng mà cái anh thanh niên anh vào siêu thị đó, anh lấy một đống thịt bò anh bảo anh đi ra ngoài, hay là các cái siêu thị là bị vô lấy tùm lum cả. Và mới đây là cái gì,
giá xăng lên thì các anh đi khoan bình xăng thì các anh ăn trộm xăng. Và mới đây nữa là cái ống bô ấy, Bộ. cái ống bô xe hơi đó, thì hôm nay chúng ta Ừ. cập nhật thông tin chúng ta thấy đúng không ạ, nào là có biển số này, rồi là có mua cái đồ bọc Bảo ngoài đó, quản nó giống kiểu cái lưới thép á, để bảo vệ cái ống bô bảo đó. Thì chúng ta cảm nhận được cái gì? Thế thì chúng ta có đặt ra một cái câu hỏi đó, thế luật pháp Mỹ có cấm cái hành vi trộm cắp không? Thì theo em nghĩ chắc chắn là có, bởi vì cái quản. hành vi đó nó đi ngược lại với lợi ích của người dân Mỹ mà. Thì một Ừ. người thì trộm, một người thì mất tài sản, chắc chắn chính phủ Mỹ, pháp luật Mỹ người ta cấm cái hành động đó. Thế thì cảnh sát Mỹ người ta có quản lý lĩnh vực đó không? Thì chắc chắn là có. Thế nhưng tại sao nó vẫn xảy ra? Và nó sẽ xảy ra ngay tại nước Mỹ là nơi văn minh nhất, đúng không ạ? Thiên đường nhất, không làm cũng có ăn. Sang Mỹ là ở nhà lầu đi xe hơi, cái gì cũng miễn phí. Đó là những cái câu nói thường xuyên các anh hay đi các cái diễn đàn, các anh đi tuyên truyền, các anh lôi kéo người dân trong nước. Ở bển cái gì cũng tốt hết, ở bển mà không làm có ăn, đúng không? Thế thì tại sao nó lại có cái hành động đó xảy ra? Và cảnh sát Mỹ tại sao người ta lại lại phải lên hẳn TV người ta thông báo, đúng không ạ? Người ta cảnh báo cho người dân biết. Thì cái điều Nhưng này mà cái chúng này ta là cũng chung, đặt cái này ra anh một thắc, cái câu hỏi. anh thắc mắc cái điểm này là chung. Tức là chúng ta cũng thừa hiểu đúng không, bất cứ quốc gia nào cũng vậy, thí dụ như là cảnh sát hay gì đó đều hưởng chính sách từ ngân sách nhà nước đúng không, mà ngân sách nhà nước là từ tiền thuế của dân đúng không ạ. Mà nhiệm vụ của cảnh sát á, của cảnh sát thì chúng ta cũng thừa hiểu là phải đứng ra bảo vệ an ninh thế này thế nọ cho người dân đúng không. Thì cái trường hợp mà tai nạn mà mất cắp cái bô xe đó, thì cái phương hướng mà của cảnh sát Mỹ họ đưa ra cái giải pháp để khắc phục điều đó là gì? Thí dụ như họ đi truy lùng những nơi tiêu thụ đồ gian, đồ giả hay là đồ 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 trộm cắp hay là như thế nào, hay là bây giờ họ lại đi khuyến khích là người dân là tự trang bị những cái bộ phận gọi là gì, bảo vệ cái bô xe, hoặc là gắn cái mã số cho bô xe vào trong đó vân vân và mây mây. Thì mình thấy có cái gì đó nó hình như nó chưa hợp lý lắm trong cái điểm này, không biết chung thấy thế nào. Dạ thì có nghĩa là theo như em suy nghĩ đó, thì có thể là người ta tính toán đó là gì, đó là đầu tiên tài sản của người dân thì người dân tự bảo vệ đó, À sau đó thì có vấn đề gì thì lực lượng chức năng người ta sẽ báo làm việc. À, à trình và báo em tin tưởng chắc chắn là lực lượng cảnh sát Mỹ hay là các cái lực lượng khác liên quan đến vấn đề này của Mỹ, người ta sẽ vào cuộc điều tra làm rõ, chứ người ta cũng không để cho cái hành động này tái diễn. Bởi vì sao? Bởi vì là nó gây ảnh hưởng đến cái xã hội Mỹ cũng như làm cho người dân Mỹ hoang mang, đúng không ạ? Bị mất tài sản mà. Thế thì cái nhưng điều mà đấy ý thì ý có như ý của chung là trước mắt á, thì cảnh sát Mỹ họ vẫn lên truyền hình, họ vẫn lên báo đài, họ khuyến cáo là người dân là tự bảo quản cái bô của mình trước đi đúng không, coi như là tự tự bưng bưng cái bô đó trước đi đúng chưa, đúng không, chứ không để mất cái bô đó là không làm ăn gì được hết, rõ ràng không. Đó là còn vấn đề sau này, ví dụ có trình báo hay có vấn đề gì đó thì lại là việc tiếp theo là của cơ quan cảnh sát đúng không ạ. Nhưng mà anh cũng có xem một cái tin đó, là có một cái báo giá của cái bộ phận mà bảo vệ cái bô xe đó đó, hình như là nó lên tới 423,50 USD thì phải. Thì mình cũng thắc mắc thêm nữa, thì không biết ở đây có anh em nào mà anh giải thích giùm là ví dụ như cái số tiền để trang bị cái bộ phận đó đó là tự tiền túi người dân móc ra hay là như thế nào, hay là chính quyền địa phương họ họ, họ hỗ trợ vân vân vân, mình chẳng hiểu. Bởi vì trước mắt là người dân phải là tốn, nếu mà là của người dân á thì trước mắt người dân là phải tốn tiền trang bị rồi đúng không? thì theo như em nghĩ là có lẽ là người dân người ta tự bỏ ra thôi anh, bởi vì chúng ta làm một cái phép so sánh rất là đơn giản. Bởi vì là theo như chúng ta trao đổi với các anh ở bên đó đó, thì các anh nói là thay cái đó mất khoảng 2.000 đô, thì bây giờ bọc cái này lại thì mất khoảng hơn 400 đô, thì giá thành có khả năng nó rẻ hơn. Bởi vì nếu như anh không lắp thì anh đi anh có thể là anh sẽ vi phạm về luật pháp Mỹ, về cái vấn đề về môi trường hoặc là tiếng ồn hay cái gì đó, đúng không ạ? Có thể là như vậy, thì chắc chắn người ta người dân người ta phải đi lắp thôi, người ta tuân thủ luật mà.
Thế nhưng mà cái đầu tiên chúng ta muốn nói đến đó là gì? Thiệt hại thì trước mắt là người dân đang phải hứng chịu đã, đúng không ạ? Và cái này á, là nó một trong những yếu tố rất nhỏ trong cái tồn tại của xã hội Mỹ. Thì em cũng rất ít khi em đưa ra những cái ví dụ cụ thể ở xã hội Mỹ, bởi vì cũng có anh bảo là anh ở Mỹ nhưng anh không quan tâm đến chuyện nước Mỹ, có nghĩa là nước Mỹ còn hay mất cũng chả quan tâm, đúng không ạ? À, miễn là các anh thích nói về Việt Nam thôi, đó là quan điểm các anh trao đổi với như vậy.